Chào các anh chị, mình đang có cái mẫu giày chạy bộ Skechers. Cái dòng nó gọi là lightweight à. Rất là đẹp, có một màu đen này thôi. Nó là có size nam và nữ nữa. Size nhỏ nhất là 39 hiện tại và size lớn nhất tới 44 lần. Rất là đẹp nha anh chị. Nói chung là cái này thì nó là cột dây giả thôi, mình xỏ vô mình đi thôi, chứ nó không phải là cột dây, nên khá là tiện lợi. Và dây này là nó co giãn, cho nên là nếu mà mình sợ chật thì không sao hết, tại vì nó không có chật được đâu, tại vì cái dây này nó co giãn dữ lắm. Và nó đẹp nữa. Đó, cái đế giày ha. Hàng xuất chính hãng ha. Outlet được khoảng hai mấy đâu vậy ạ?